Chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiểm của em Tiền để em Tiền giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép mai mai Tết 2025 của chú anh chị ha. Đại lộc nè, đại lộc cánh sen nè, rồi siêu bông bình lợi của chú anh chị ha, rồi dảo Cà Mau của chú anh chị ha, rồi nhị ngọc toàn rồi đó ha, mất giá cực kỳ hữu nghị luôn. Mong cô chú anh chị xem được mình ủng hộ cho dùng cái em Tiền nha, rồi không làm mất thời gian đó ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Tiền để em Tiền chào giới thiệu và giao lưu nha. Anh chào Tuyền ha. Dạ em chào anh ạ. Xin kính chào quý cô chú anh chị trên kênh Mai Vàng Bánh Ke ha. Hôm nay em lại trở lại kênh của Mai Vàng Bánh Ke ha. Em xin giao lưu là tiếp tục là một lô đại lộc cánh sen ạ. Bình lợi, siêu bông Sài Gòn và giảm Cà Mau đó nha. Rồi. Dạ rồi. Tiếp tục cây đầu tiên là một cây đại lộc cánh sen ha. Mã 35A. Rồi. Cao là được 62 ạ. Tán ngang là 64 ạ. Cây dáng nằm luôn hay cô chú anh chị. Cây này là hoành thân là được 21 cưỡi luôn ha. Rồi. Một cây dáng nằm luôn ha. Có đuôi luôn cô chú anh chị ha. Nè, đế thú nằm ha, mình vô cái chậu dẻ ha. Có đuôi luôn cô chú anh chị ha. Đó, đại lộc cánh sen nha cô chú anh chị, hàng này ghét già mùa ha. Cái này cũng cả 4 mùa ăn lên đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Dạ rồi, cây này em xin giao lưu là giá là 950 ha. Rồi, 950 cho cây mã số này ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 36A. Rồi. Một cây đại lộc cánh sen đó. Rồi cây này có cái đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Bỏ ra ha. Cây này có bị lỗi ngay cái rễ này cô chú anh chị ha. Nhưng mà đây nó khô rồi ha. Mình không cần làm gì nữa cũng được cô chú anh chị ha. Đó, nhà vườn xử lý rồi ha. Dạ, cây này là cao là 56 ạ. Rồi. Tán ngang là 53. Hoành thân là được 25 rưỡi ha. Rồi. Dạ rồi, cây này em xin giao lưu là giá là 700 ha. Bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi đây luôn em. Rồi tiếp theo cây mã số 37A. Rồi. Một cây đại lộc cánh sen nữa nha. À, lùng lực ha cô chú anh chị ha, tại như cái mâm sâu vậy cô chú anh chị ha. Cây này là chốc cao là lớn ha. Cao chỉ có 35 thôi à. Già lắm nha cô chú anh chị. Ừ, tán ngang nó được 64 ạ. Tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Cái này như cái mâm sâu vậy. Vậy mình lên chậu dĩa ha. Nó nở như mâm sâu vậy cô chú anh chị ha. Mà đại lộc này không có nở. Đại lộc cánh sen nó không có bị đốc ha cô chú anh chị. Dạ, hoành thân của nó là được 26 luôn ha. Bông là siêu đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đo cái hoành cũ cho cô chú anh xem là được 50 luôn ha. Rồi. Dạ rồi. Cái này em xin giao lưu là chỉ có là 850 thôi ạ. Rồi, mà đỡ cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Cây tiếp theo là cây mã số 38A luôn ạ. Rồi. Vẫn tiếp tục là một cây đại lộc cánh sen nữa ha. Rồi, cái này dáng bay cô chú anh chị ha. Cây này là chiều cao là được 50 ạ. Cái tàn bay của nó là được 100 luôn nha cô chú anh chị. Nguyên cũ à. Cũ nó được 26 luôn ạ. Bành 26 ha. Là nguyên cũ à cô chú anh chị. Nó lên như mất xù luôn nha cô chú anh chị ha. Da sần xù cái nè. Cái cũ đó là được 53 luôn ạ. Dạ cây này em xin giao lưu là giá là chỉ là 1,5 triệu thôi. Em bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi 1,5 triệu ha. Rồi mình đổi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây tiếp theo cây là 39A luôn ạ. Một cây siêu bông Sài Gòn ha. Rồi. Dạ rồi, tiếp theo là cây 39A luôn ạ, một cây siêu bông Bình Lợi ạ. Rồi, cái này siêu bông Bình Lợi chứ không phải siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Hàng dạ. Bảo hành giống của chú anh chị mình cứ an tâm sưu tầm ha. Dạ. Cái này thì mình ghép ghép chi cô chú anh chị ha. Cây này là chiều cao là được 91 ạ. Nhưng mình ghép rễ á cô chú anh chị ha. Này hồi đó ghép trong đây là ghép cho hũ đất. Rồi nhà vườn ghép thêm Bình Lợi ở ngoài cái nhánh này ha. Tán ngang là được 71 ạ. Rồi. Cái này thì cho tết ok luôn, tàn quá trời đẹp. Hoành thân là được 27 ha. Rồi. Cái hình cũ. Hình cũ là được 55 ha. Dạ cây này xin giao lưu là chỉ có là 2,3 triệu em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi 2,3 triệu ha. Dạ. Rồi mình đổi cây ha. Rồi mã số 40 ha. Mã số 40 à. Tiếp tục là một cây siêu bông Bình Lợi đó nha. Rồi cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cây này là cao là 93. Rồi. Tán ngang là 71 ạ. Rồi. Hoành thân là được 29 nha. Rồi. Hoành thân hoành cũ của nó là được 74 luôn ạ. Rồi. Dạ cái này em xin giao lưu giá là cũng là 2,3 triệu. Em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi 2,3 triệu ha. Rồi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là cây mã số là 41 ạ. Rồi. Một cây siêu bông Bình Lợi nữa. Đây là cái tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Cao là 71 ạ. Giống như dạng bonsai á cô chú anh chị, bonsai. Tán ngang là 71 luôn ạ. Hoành thân ha là được 28 nha. Rồi, hoành xích tên đó là 28 nha.
Cái hoành củ này là được 79 luôn ạ. Cái tàn ấm tàn cô chú anh chị ha. Vàng tàn rất là dày luôn cô chú anh chị ha. Vô dây chỉnh sửa cái mâm tàn quá đã luôn ha. Dạ, rồi, cây này em xin giao lưu rồi, giá là chỉ 2 triệu thôi ạ. Rồi, em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi, mình đổi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 42A, một cây siêu bông mình lại đó. Rồi, cái này hàng phôi lớn cô chú anh chị ha. Này về cô chú anh chị mình chịu khó mình dưỡng lại ha. Dạ, cây này là cao là được 76 ạ. Rồi. Tán ngang là 62 ạ. Rồi, cái này thì nói chung là không có lỗi gì hết trơn cô chú anh chị ha. Cái vàng đế là ngon lành nè cô chú anh chị ha. Bề cũ rồi nè. Hoành thân của nó được 31 ạ. Rồi. À, có cái lỗi nhỏ đây cô chú anh chị ha, nhưng mà nó đang kéo gần hết cô chú anh chị ha. Bề cũ. Cây này em xin giao lưu là giá là 800 ạ. Rồi, show mình lại ha. Dạ. 800 ngàn cho cây mã số này luôn ha. Rồi, mình đổi cây luôn em ha. Rồi, cái này là cây cuối clip luôn đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Dạ, rồi. Cuối clip em kính mong quý cô chú anh chị ủng hộ tiếp tục clip của em ha. Số điện thoại của em là 0392979927 cũng là số Zalo của em luôn ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Tiền cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Tiền trong những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị xem được cái nào mình ủng hộ cho dùng kênh Tiền nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ. À.